Chào các bạn, thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khử ám vàng. Thì đây là cái stock mà tôi vừa mới kéo xong, before và after, trước và sau khi xử lý. Đấy. Ok. Đầu tiên tôi sẽ reset cái bức này về trạng thái mặc định của nó. Reset. Ok, để khử ám vàng thì các bạn sẽ kéo như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào mục HSL này để chúng ta kéo màu. Thì trong cái mục này các bạn sẽ chuyển sang mục Huê. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo những cái màu vàng này. Đây. Các bạn kéo tên thân orange và thân yellow giảm về phía bên màu đỏ. Nó sẽ ra được màu đỏ đỏ như thế này. Rồi các bạn chuyển sang mục saturation. Ở đây thì mình sẽ giảm màu đỏ xuống. Đấy. Rồi. Như vậy là mình vừa 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 xử lý với cả HSL này để khử bớt cả màu vàng. Đấy. Mình vừa mới khử với cả màu vàng xong. Thì sau khi khử như vậy xong thì chúng ta tiếp tục sẽ kéo thôi. Ví dụ như ở trong bức hình này thì nó sẽ thiếu ánh sáng. À, chúng ta sẽ kéo sáng lên. Đấy. Chỉ cần các bạn chú tâm vào cái màu và cả ánh sáng thì nó sẽ ok ngay. Giảm highlight, giảm gloss, tăng shadow, tăng blur. À, rồi tăng một tí đường phạm contrast, tăng độ nét lên một tí. Đây mình sẽ giảm một tí saturation. Đấy. Rồi tiếp tục thì các bạn để ý đến một số thông số giống như là cái nhiệt độ màu này, thì các bạn có thể kéo về phía bên này để giảm bớt màu vàng đi. Thông thường thì cái bức hình của mình nó ở 5200. 5.000 triệu, 5.000 là trung bình. Đấy. Và để cho tăng cái màu trắng hồng lên thì các bạn ấy, tăng cái này lên. Đấy. Rồi tiếp tục mình sẽ chuyển sang mục Camera Calibration. Ở mục này thì các bạn sẽ kéo như sau. Nếu như các bạn muốn cái da của bạn có màu cam thì các bạn sẽ kéo về phía bên này. Đấy, một số bạn sau khi khử ám vàng xong thì lại tiếp tục kéo cái này để nó đưa về một cái tông màu cam cam như thế này, nó cũng khá là đẹp. Đấy, một số bạn thì thích cái tông màu này sau khi khử ám vàng xong. Tuy nhiên thì mình lại trong bức hình này thì tôi sẽ blend màu trắng hồng. Cho nên tôi sẽ nếu như các bạn muốn kéo màu hồng thì các bạn chỉ cần kéo về phía bên này thì nó sẽ ra được màu màu hồng ngay. Đấy, kéo ngược lại, chúng ta kéo ngược lại. Và cái green primary này thì các bạn sẽ kéo về phía bên này cho nó giảm bớt cái màu vàng đi. Đấy. Ok, ở trong cái bức hình này thì nó có thể là các bạn muốn cho cái bức hình này nó có một cái gì đó đặc biệt hơn thì các bạn sẽ kéo ở vùng split toning. Thì ở đây tôi muốn cho một cái màu xanh nhẹ nó sẽ áp lên như vùng highlight. Đấy. Các bạn để ý là ở đây có chủ đạo, ở đây là cái vùng highlight nó ảnh hưởng rất là mạnh. Các bạn kéo về phía bên màu xanh này.
cho cái backend chúng ta nó sẽ trong trẻo hơn. Đây các bạn để ý. Mình sẽ kéo lên khoảng 8 này. Nó khi các bạn kéo về cái này thì nó sẽ cái màu nó sẽ hài hòa rất là nhiều. Đấy. Rồi, đối với vùng shadow thì các bạn có thể kéo màu lên một tí nữa và kéo về cái màu này về phía mà các bạn thích. Ví dụ như là màu này. Một số bạn muốn kéo về màu này thì cũng khá là đẹp, đấy, sang trọng, rất sang trọng. Cái vùng highlight nó, cái vùng shadow này nó có cái màu xanh xanh này. Khá là đẹp. Đấy. Hoặc là các bạn sẽ kéo về phía bên này. Màu cam cam, cam, vàng cam như này. Không thì màu đỏ đỏ. Đối với những cái màu đỏ này thì nhiều quá thì chúng ta cứ giảm saturation là xong. Riêng mình thì mình thích thích cái màu xanh xanh này hơn. Ok. Các bạn có thể xem before after trước và sau khi xử lý. Thì như vậy là cái bức hình của chúng ta cũng khá là ổn. Đối với bức hình này thì các bạn chỉ cần xử lý lại, đưa vào phòng trong Photoshop, xử lý về da này một tí nữa. Nó sẽ ok ngay. Ok, kết thúc hướng dẫn về khử ám vàng và lên màu nhẹ nhàng của tôi đến để kết thúc. Thì những bạn nào thấy hay thì có thể like, đăng ký để theo dõi các video mới nhất từ kênh Nhật Photoshop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.